Rồi, chào anh em nha. Hôm nay gia đình mình đi ăn buffet nha. Giới thiệu anh em đây là những cái món buffet. Đây món gì? Ba chỉ bò. Đây ba chỉ bò. Đây thịt bò. Đây mực. Tôm. Món bên kia món gì? Bò cuộn nấm chim châm. Nấm chim châm. Canh nướng. Nhu heo. Rồi nước sấm thần thánh. Đó. Đây. Tương nè. Bên kia mà chinh. Đó. Chấm thần thánh có 3 loại nước chấm nha. Đó, chấm. Chấm này là bò, chấm này. Cà tế. Đó, nhìn hấp dẫn không? Đây là gì quên nữa? Ao. Ao. Xúc xích. Cái đó là gì? Salad. Kim chi là củ cải muối. Còn kia là ma chanh. Ma chanh. Chờ ông bà cô chú. Đó, từ đây mình nó đi lên đi nha. Chờ ông bà cô chú. Đủ hết gia đình luôn. Giờ đợi bếp nướng thôi. Rốt coca Nhật Đông. Nhìn hấp dẫn không? Đó. Chưa có đồ nướng. Chưa có đồ nướng, ăn rau đi. Ở Nhật Đông rốt coca đó. Rồi bắt đầu nướng nha. Ủa cái đưa anh cái muỗng kia đi. Còn nóng nóng. Rồi đây. Nào. Nướng tôm trước đi. Rồi. Chiên gì coi. Nướng tôm trước đi. Đó. Nướng tôm trước nha. Tôm trước. Giờ tới mực đi. Mực tôm trước đi. Chở chín. Đông chở đông. Đó. Tôm mực. Biết chở không? Nhìn hấp dẫn không? Quá hấp dẫn. Nhưng mà trở lại nha. Chưa đâu. Ủa, cháy hết rồi. Mực nướng. Mực nướng nha anh em. Hôm nay quá trình nó chưa chín nè. Đây. Ủa có một cái hả? Đây mà trình đang nướng. Bò đi. Nó gấp rồi đó con. Đó không cần miếng. Ồ, vô đây ăn xúc xích trời. Cục phê mà ăn xúc xích thôi chết rồi. Hấp dẫn. Nóng không? Bỏ ấy ra đi, cây cháy ra đi.
Mà... ăn rất là tươi nha cả nhà, tôm rất là tươi. Bò này chín nè, bò này chín rồi, này chín nha anh em, bò là mình tái thôi, đây cực kỳ thơm ngon luôn nha, bốc khối luôn, cắt ra không, cắt ra đi, cao chứ, ngon nha. Đó, vừa ta tái mới ngon. Đây, con bò này, vừa bò tái nha. Còn sống vậy. Được rồi đó, ăn chín rồi. Rồi, chấm vô nước này. Cực kỳ hấp dẫn nha. Mời anh em nha. Này mình lọc miếng nào, mình lọc phải chưa? Chín hả? Thật đông à. Chào miếng. Chắc được rồi đó. Mực được rồi á. Bò thêm tí nữa đi. Rồi, giờ mình làm con mực nha anh em. Mực mình chấm mắm hải sản nha. Đó, hải sản bên này nha, mời anh em nha, bóc khối luôn nha, bóc khối luôn. Rồi mời anh em ăn mực nha, bóc khối luôn. Đồ hấp dẫn không? Này chín rồi anh em ơi. Cái này chín rồi nè. Miếng này chín nha anh em. Đó, nhìn hấp dẫn không? Cắt cái mặt chín. Rất ngon luôn. Dối cắt lên cam. Nhìn đẹp không? Rồi. Làm miếng bò nha, bò chấm đây có 3 loại nước, bò chấm mắm bình đục bên này nha. Để toàn nướng. Đồ ăn cháy luôn. Đây thịt bò nướng nha anh em. Đó. Đi bà chưa? Chở quen nước nữa. Nướng nha. Mà chân lột tôm. Rồi, nướng bạch tuộc nha anh em. Đó. Đây bạch tuộc nha. Chở vô. Bạch tuộc với mình đâu cần nướng chín lắm ha. Trở lại ha. Mực. Tuộc thì mình nướng sơ sơ thôi, vừa đẹp là ăn được rồi. Này ăn được chưa? Rồi mời anh em nha, bạch tuộc chấm với mắm hải sản nha. Đây bài chưa? Ôi hấp dẫn không? Thì mời anh em, cô này mà không khen mà lạ đó. Rồi quất ra. Ừ.
Rồi tiếp theo mình ăn một con mực, mực đây là mực ấy nha, chín rồi không? Mực ống nha, chín rồi nha. Giờ mình chấm vô mắm ớt đi, đầy đủ nha. Đó, đây bài chưa? Mực kia mà chín đó. Mời anh em nha, tùy bài á, chấm nhiều vô nha, quá ngon luôn, nhìn hấp dẫn nha. Ôi. Rồi nha anh em, mấy con này là con hào, hào nha. Đó, đây, mình thì dễ ra nha. Ôi trời, dĩa ra nha,